Báo Việt Nam International hân hạnh giới thiệu cùng quý vị bộ phim tâm lý xã hội gia đình mới nhất của nhà sản xuất nổi tiếng Kim Siri, Mùi Ngò Gai. Mùi Ngò Gai là bộ phim tâm lý tình cảm gia đình của Việt Nam đã được thực hiện công phu và em khách nhất hiện nay. Phim đã được chủ tài tử lớn của màn dạp Việt Nam thủ diễn Angela Phương Trinh trong Cứu Ta Học Trò và Mùa Hè Sôi Động. Hồng Ánh cũng nổi tiếng qua các bộ phim Người Được Tay Đôi, Người Đàn Bà Mộng Du. Bộ phim đã được thực hiện một cách công phu từ các nhân vật chính trị phản diện cho đến các bô lão trong xã hội. Từ những tình tiết kéo lê của đôi trai tài gái sắc cho đến những hạnh phúc của những kẻ tha phương, hợp cùng với những xảo thuật kỹ thuật mới nhất của ngành điện ảnh Việt Nam, chắc chắn sẽ làm quý vị say mê từ đầu đến cuối bộ phim. Mùi Ngò Gai cũng đánh dấu sự thành công của nền điện ảnh Việt Nam khi áp dụng những tiến bộ khoa học kỹ thuật và xảo thuật của nghệ thuật thứ bảy. Chắc chắn Mùi Ngò Gai sẽ làm cho quý vị đứng tim say sưa theo dõi từ đầu đến cuối. Mùi Ngò Gai không chỉ nói về đề tài bất hở, xoay quanh cuộc đời của Vinh, cô bé mồ côi mẹ ngay từ khi mới sinh ra, được một gia đình nhận nuôi nhưng vì phải sống trong sự lạnh lẽo của cha nuôi, vì quyết tâm lên thành phố để tìm cha mình của mình, người đã sớm bỏ rơi cô. Tại đây cô được nhận vào làm tại một quán phở và được tạo điều kiện để thăm bạn các bạn. Cũng sau khi cha mẹ nuôi của Vi chuyển lên thành phố, cô dần biết về thân thế cũng như danh tính người cha mẹ của mình. Hơn thế nữa, mà còn là sự tranh tài các tài tử nổi tiếng của nền điện ảnh Việt Nam. Không phải chỉ có những vai chính nổi tiếng, ngay cả những nhân vật phụ cũng gồm những tài tử có tên tuổi và nổi tiếng trên màn ảnh lớn Việt Nam như Hòa Hẹn, Mỹ Yên, Lê Khánh.